nó bỏ cái nồi dễ vô luôn mà, cái nồi dễ nhắc bếp á. Son gì mà chỉ đạo thực hiện một số nội dung quan trọng như sau: tạm dừng các hoạt động câu lạc bộ bida, karaoke, quán bar, vũ trường, điểm massage, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, rạp hát, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập internet và trò chơi điện tử kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Thực hiện giãn cách và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại các điểm kinh doanh thức ăn, nước uống, cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Thành tao là gì? Quay phim. Gì vậy? Quay cục hàng. Bảo ra hả? Quay gì ạ? Quay đưa lên hả? Để ví dụ giờ con cô gỡ ra nó là một cái nồi dẻ không phải là cái đầm thì con mới có cái bằng chứng. Bây giờ là con cạo rồi phải không? Con cạo rồi phải không? Không hả? Bây giờ anh được 280 rồi đó. Sao vậy? Nó bỏ cái nồi dẻ vô luôn mà, cái nồi dẻ nhắc bếp á. Bỏ cái nồi dẻ nhắc bếp vô, xong cái lấy băng keo gàn lại. Mấy lần? Xong rồi trả về, shop nó bắt nó trừ vô lương em. Sao mày không đăng? Đâu biết đâu. Sao mày không đăng lên Facebook? Đâu có cái gì đâu đăng. Shop nó đăng. Xong nó là không làm. Giải thôi. Chị giải thì đẹp mà có cái này chị không chịu nè. 1 triệu lấy ra. Thế là được không? Để mà cái đó nâng ngực lên đẹp tủ này đẹp nè. Có bạn nó giả vậy. Đây mẹ, vui nè. Đây. Mẹ không vừa hơn á. Tại buồn tao rồi nó khỏe không vừa mẹ. Này nó cho thử. Dữ à? Dữ à? Dữ à? Đẹp á. Này đẹp nè. Đi theo nhộn. Đi phòng. Thấy không? Thấy người giao con rồi. Thầy nó giao thì chị thương lắm, mà cái thằng kia giao tao ghét nó quá, cái đường đi. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Alo, em xin à, sao anh? Dạ, có một cái đơn hàng của... À, sao anh? Cái đơn này shop đã từng bán hàng cho khách này chưa ạ? Rồi, ngày hôm qua em đã gọi cho chị luôn rồi, chị đã ok rồi, em đã tin, em đã nói những cái vụ tiền phí luôn rồi. Mà sao sáng giờ gọi báo được hay sao anh? Dạ, đâu có, thì bây giờ là em chở qua giao nè. Bây giờ là em chở qua giao nè, tại vì khách này á... là trước đây đã từng cháo hàng của em một lần. Rồi, em biết rồi, lúc trước anh đã gọi cho em rồi. Rồi, vẫn là shop của chị nữa đúng không? Đúng rồi, ngày hôm qua em đã nói với bà rồi. Rồi, thì dạ, em cũng chỉ báo trước vậy thôi, rồi bây giờ em qua giao nha. Dạ. Trong vòng 10 đến 15 phút là có gì em báo chị. Dạ, rồi, em cảm ơn. Ok. Giao hàng chị ơi.
Vậy là ăn cá, con cá để chút thôi chứ, chị biết. Dạ, cái thùng hàng này 1.845.000. Dạ. Dạ. Ủa cái to đâu ta? Cái này em không biết nữa thì cái này chị. Dạ không có, em giao mỹ phẩm không mà chị. Này mấy cái mỹ phẩm em cũng không rành lắm nữa chị kiểm ơi. Nó ghi cái gì lùng á, xe lùng gì nè. Phải không? 1.845.000. Vậy là alo. Alo, chị có đơn hàng 210.000 á, mai em giao cho nhà trọ chị nha. Ủa đơn hàng cái đó gì vậy anh? Cái bộ pyjama gì 210.000 á. Rồi, cái gì mai chạy vô luôn khỏi điện. Là tiền ship nhiêu ta? Dạ ở đây em chỉ thấy nó báo là 1.845.500 đồng. Thôi em cũng không biết tiền ship bao nhiêu nữa. Là 1.845. Ở đây là 1.845 á. Cộng 80 đi. Cộng 80. 1.845.
Rồi rồi rồi. Son gì mà rồi, ok đúng không?